Bạn có bao giờ gặp phải tình trạng như MC Ngô Mai Phương? Cái ngày bình thường của em là rất là hay bị mất ngủ. Ví dụ như là muốn ngủ sớm không được, lúc nào cũng trằn trọc đến khoảng 2 giờ sáng thì mới ngủ được. Bạn có biết những tác hại nghiêm trọng do mất ngủ để lại? Cái chất lượng công việc của bạn sẽ không tốt, hiệu quả, năng suất làm việc nó sẽ giảm sút. Nặng hơn nữa, ví dụ như là trong chuyên ngành của chúng tôi có thể để lại những cái bệnh lý, ví dụ như là rối loạn liên quan stress này, lo âu này, trầm cảm này. Phải làm sao để khắc phục? Thật ra là từ trước đến giờ là mình hay ngủ bù là không hợp lý một tí nào đó. Nhưng hôm nay cả bác sĩ thì cũng về rút kinh nghiệm và không ngủ bù thật. Có 3 cái, một là chế độ ăn uống, hai là chế độ ngủ nghỉ, và thứ ba là tránh áp lực, căng thẳng, stress. Cùng lắng nghe những chia sẻ tư vấn từ chuyên gia y tế và người nổi tiếng tại chương trình Khỏe để sống vui với chủ đề Bệnh mất ngủ, nguyên nhân và cách điều trị. Chương trình phát sóng vào 17 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 9 trên kênh Style TV VTVK12. Mời quý vị cùng đón xem.